Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Đồng Nai Quê Tôi. Ngày hôm nay ngày 12 tháng 8 năm 2022 cũng là ngày lễ Vu Lan Báo Hiếu rằm tháng 7. Nhân dịp lễ Vu Lan Báo Hiếu, kính chúc tất cả mọi người một ngày thật nhiều bình an, hạnh phúc và đầm ấm bên gia đình của mình. Hiện nay tôi đang có mặt tại khu vực cầu Hóa An hướng đi về thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thì tôi sẽ đưa quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến một ngôi chùa có thâm niên rất là lâu năm tại huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Đó chính là chùa Châu Thới. Ở lúc này là khoảng 8 giờ 30 sáng. Nhiệt độ tôi đã được tại Đồng Nai là hơn 30 độ C. Trời có nắng rất đẹp để chúng ta có thể đi chùa cũng như là đi tham quan du lịch. Đây là cây cầu Hóa An cũ và phía trên là cầu Hóa An mới. Cầu Hóa An quý vị các bạn cũng đã biết, đây là một cây cầu rất là nổi tiếng tại thành phố Biên Hòa. Cầu Hóa An còn có tên khác là cầu Hóa Kiếp, tại vì hàng năm cầu này có rất là nhiều người tự tử tại cây cầu này. Đi thẳng khoảng hơn một cây số nữa thì chúng ta sẽ đến được đường rẽ vào khu vực chùa núi Châu Thới. Bầu trời ngày hôm nay rất là trong xanh. Và đến ngay khu vực vòng xoay chỗ này, nếu quý vị các bạn chúng ta đi thẳng thì sẽ đi thành phố Hồ Chí Minh. Rẽ tay trái thì chúng ta đi hướng ra Tân Vạn, cầu Gành. Và rẽ phải thì chúng ta sẽ đi về Thủ Dầu Một, Bình Dương. Khu vực này trước đây có hai trạm thu phí, một trạm phía bên tay phải và một trạm phía bên tay trái, cách nhau 100 m. Đi một đoạn hơn 100 m nữa thì chúng ta sẽ đến chợ Hóa An. Có rất là nhiều đường để chúng ta đi đến núi Châu Thới. Ở đây là khu vực ngã tư hay chỗ chợ Hóa An. Khu vực chợ Hóa An nằm phía bên tay phải màn hình quý vị và các bạn. Và khu vực phía bên tay trái, ngay chỗ cầu vượt chỗ này là công ty Bầu Chen. Ngoài đường chúng ta đi từ cầu Hóa An thì quý vị các bạn cũng có thể đi đường Tân Vạn. Sau đó chúng ta đi đường cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn và đi tắt qua chùa Châu Thới rất gần. Khu vực chỗ này thì cũng hay có công an đứng phía bên tay phải màn hình quý vị. Đi một đoạn thì chúng ta đã đến được vòng xoay. Vòng xoay này nếu như quý vị các bạn rẽ tay trái thì chúng ta sẽ đi ngược về khu Tân Vạn. Và dọc chỗ này có một số ngôi chùa cũng rất là nổi tiếng như là chùa Tu Viện. Ở đi khoảng hơn 200 m nữa thì sẽ đến đường rẽ vào, một đường rẽ vào mỏ đá, còn một đường thì chúng ta sẽ đi vào chùa núi Châu Thới.
Từ đây quý vị các bạn có thể ngắm tầm nhìn phía bên tay trái, thấy được núi Châu Thới. Con đường này có tên gọi là quốc lộ 1K. Và góc ngã tư này là chúng ta rẽ tay phải vào mỏ đá. Qua khỏi ngã tư, chúng ta đi một đoạn khoảng 50 m sẽ có đường rẽ vào đường đi vào chùa núi Châu Thới. Khu vực chỗ này thì lượng xe rất là đông. Chính vì vậy mà quý vị các bạn đi xe máy thì sẽ cẩn thận. Ở đây là đường chúng ta rẽ vào chùa núi Châu Thới. Phía xa xa có một cái bảng chỉ dẫn di tích chùa núi Châu Thới. Vào đây thì quý vị các bạn sẽ có hai điểm chúng ta đi. Một là quý vị các bạn gửi xe gần ở phía dưới và đi bộ lên cầu thang. Hai là chúng ta chạy xe trực tiếp lên trên chùa luôn. Khu vực chỗ này hiện nay cũng đang rất phát triển, đang giải tỏa tại ở dưới đây và xây nhiều nhà liền kề cũng rất đẹp. Ở đây là khu vực giữ xe và chúng ta đi bộ lên trên chùa. Ngày hôm nay là ngày rằm, chính vì vậy mà rất là đông, đặc biệt là ngày hôm nay cũng là ngày lễ Vu Lan báo hiếu nữa. Đây là cổng chúng ta đi lên chùa mà đi hướng đường bộ. Ta đi thẳng lên đây 200 m thì sẽ có đường ta đi lên trên chùa và đi xe máy lên trên đó được luôn. Đây có một cái hồ sen rất là đẹp đó quý vị. Và cái hồ này nước cũng rất là sâu. Và phía xa xa chúng ta có thể thấy được tượng Phật Bà Quan Âm. Ở đây cây cối rất là nhiều và rất là mát, không khí rất trong lành. Đây quý vị quan sát thấy là có một số người họ chạy xe, họ chở con lên chùa này. Khu vực đường chỗ này thì nó hơi xấu một chút. Và cũng có rất nhiều xe hơi cũng lên chùa. Hôm nay là ngày rằm rất là lớn, rằm tháng 7. Qua khỏi đoạn đường 6 này, chúng ta sẽ đi vào cái hướng lên cổng chùa. Đường rất đẹp, tuy nhiên nó sẽ rất là quanh co. Dọc hai bên đường thì ở đây có rất là nhiều tượng Phật. Có khoảng 14 đến 16 tượng. Đây xe hơi tập trung ở đây cũng rất nhiều nè. Xe máy thì lên rất là thoải mái nhưng mà xe hơi sợ lên nó hay bị kẹt. Đường ở đây thì cây cối rất đẹp và thoáng mát.
Đây có một số bạn trẻ đang đi bộ lên này. Ở khu vực chỗ này bán đồ ăn chay. Đây, cua chỗ này rất là giống như cái cừu tay vậy. Cái này mà quý vị các bạn đi vào buổi chiều tối thì sẽ rất là đông. Chùa sẽ đóng cửa vào lúc 19:30 vào buổi tối. Mở cửa vào lúc 5:30 sáng. Từ trên đây thì chúng ta có thể ngắm nhìn toàn khu vực thành phố Thủ Dầu Một như là khu vực thành phố Biên Hòa và ngắm nhìn những dòng sông khúc khuỷu sông Đồng Nai. Đến đây thì chúng ta sẽ chạy thẳng vô trong luôn và gửi xe. Giá vé gửi xe ở đây là 5.000. Chùa đông không nào quý vị? Rất là đông người. Đây có cả xe hơi thế này quý vị. Một điều lưu ý là khi quý vị các bạn tham quan chùa Châu Thới do lượng khách rất là đông, chính vì vậy mà chúng ta cẩn thận coi chừng bị móc túi, cũng như là ở đây hay có khỉ, khỉ ở đây hay giật những cái đồ ăn của khách, nước uống, chúng ta cẩn thận, chúng ta cầm cái đồ gì chúng ta để ý. Đây là cái bảng chỉ dẫn là mở cửa từ 5:30 và đóng cửa là 19:30. Khu vực chùa núi Châu Thới là một ngọn núi nằm ở tại phường Bình An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Trên đỉnh núi có chùa Châu Thới, có thể nhìn ngắm được quang cảnh đồng bằng xung quanh từ đỉnh núi. Khu vực này được xếp hạng danh thắng quốc gia ngày 21 tháng 4 năm 1989. Dưới chân núi hiện có nhiều mỏ đá đang được khai thác. Ngọn núi có độ cao là 82 m so với mực nước biển, có diện tích là 25 hectare. Đến với chùa Châu Thới thì quý vị các bạn có thể đi bằng hai phương tiện, có thể đi bộ qua 209 bậc thang. Thứ hai là chúng ta đi xe bằng một con đường vòng qua núi. Chùa Châu Thới có tên là Châu Thái Sơn Tự, tọa lạc trên đỉnh núi Châu Thới, được xây dựng vào năm 1612. Đây là một trong những ngôi cổ tự miền Đông Nam Bộ. Ở đây trước màn hình quý vị các bạn là ba tượng Phật và có hình rồng quấn ở mỗi cây cột. Ngày hôm nay ngày rằm, chính vì vậy mà khu vực này tập trung rất là nhiều du khách. Thời tiết ngày hôm nay rất là lý tưởng để du khách đi chùa. Ở đây là khu vực bán chim phóng săn, một lồng như vậy là 150.000 và 10 con. Ta sẽ đi dạo một vòng xung quanh chùa. Đây là khu vực phía bên trong chùa. Một điều lưu ý là khu vực bên trong chánh điện chúng ta sẽ không được quay phim. Tại mỗi khu vực tượng Phật Bà Quan Âm sẽ có một bức phù điêu và ở dưới có hình con rùa và hai con rồng hai bên. Này thì du khách đang đổ vào trong chùa rất là nhiều.
Lúc này mới chỉ là 9 giờ sáng thôi, nếu như chúng ta đi vào buổi chiều thì khói ở đây sẽ nghi ngút hơn. Và đặc trưng ở chùa Châu Thới ở đây, họ sử dụng những cái vỏ sàn sứ để làm biểu tượng đặc trưng của chùa Châu Thới. Rất là đông du khách. Quý vị và các bạn đi xung quanh ở đây lâu lâu chúng ta sẽ bắt gặp khỉ. Hiện nay thì khỉ tại chùa Châu Thới cũng ít rồi. Ngày trước thì rất là nhiều. Bữa nay thì ở phía dưới họ bán bông sen rất là nhiều. Mỗi người lên đây, người thì cầm một bó, người thì cầm hai bó. Đây là khu vực đi vào bên trong chánh điện của chùa. Khu vực bên trong này chúng ta sẽ không được quay phim. Đây, những bông hoa sen rất đẹp. Lượng người lúc này đổ về càng ngày càng đông. Đây là khu vực giữ xe. Ở khu vực chỗ này thì bán nước uống cũng như là đồ lưu niệm. Lúc này thì quý vị thấy là lượng xe bắt đầu đổ lên rất nhiều và chỗ này đã bị kẹt. Khu này đang bị kẹt cứng người với người không? Và hiện nay thì các khu tôn nghiêm này cũng vẫn khuyến cáo chúng ta nên đeo khẩu trang. Tôi sẽ đi lên tiếp trên đây để quay phim cho các bạn xem. Đây có một số cái lư rất là lâu đời. Đây có một số con hươu nè.
Kiến trúc tại chùa Châu Thới rất là độc đáo. Quý vị đến đây chụp hình thì cũng rất đẹp. Từ trên đây thì chúng ta có thể phóng tầm mắt, chúng ta có thể nhìn thấy được khu vực Thủ Dầu Một từ xa xa cũng như là thành phố Biên Hòa. Đây quý vị các bạn có thể thấy xe dựng ở đây rất nhiều. Và sau khoảng chưa đầy 10 phút thì tôi quay trở lại khu vực bán chim phóng săn thì đã hết sạch rồi quý vị. Tiếp theo xin mời quý vị và các bạn cùng nhìn ngắm chùa Châu Thới và núi Châu Thới từ trên cao. Và đến đây tôi xin phép dừng video đây, hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Nếu như quý vị và các bạn yêu mến kênh Đồng Nai của tôi, quý vị và các bạn có thể ấn vào nút đăng ký, subscribe. Đặc biệt nhớ ấn chuông để nhận được những video tiếp theo mới nhất từ kênh Đồng Nai của tôi. Và bây giờ tôi xin chào và hẹn gặp lại.